ตุภะคะวะตาธัมโมนะเนธิโกอะคะลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะหิโกปัจจตังเวทิตาภูเมญโญเอหิมะนิมานุภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญะติปุริสยุคานิอัตถปุริสภงกะละเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยนาคิเนโยอัญจลิกะระเนโยอนุตตรังบุญญะเขตังโลกัสสามิยะตัมดังเลเดชิณัยปะถึงกงยันเมียงดีมึนทันตุงเตียงเตเตยังยายโพTiếng nhân sư Phật Thế Tôn nhân tâm đành để chánh pháp do Phật thiện thiên thiên thần thiện thiện đến thế chứng nghiệp vượt ngoài thời gian hiểu năng thương thần nghĩ là thân chứng nhớ tâm đành để chứng tâm đề từ Thế Tôn bằng nhiềuNhớ ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đáng nhớ lệ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lệ và phước thiện vô thường trong đời. Ê trân tâm anh em các cao hoa xa hoa thị giang vi hà ra thị chê tâm anh em.ที่ตะโกสดีบาตาพระกวันตังกาทายาจักรพิบาหูเอวามโนสัจจมังกลานิอาจินตยุงอาการขมาตาโสธานังดูหิมังกลามุอัตมังเสวนาจปาลานังบันดีอาไลจะมานาโจจาจะปูจะมียานังเอขังบังกนามวัตมังปฏิรูปปิสวาสวจะโอเคจะกัตตุญญาตาสัมมาปฏิทิเจตังบังกนามวัตมังปังสัจจังจะสีปังจะมีนายูจะสุเสกิโตสุปาสิตาจะยาวาจะเอตังบังกนามวัตมังมาตาปิสุมาโอนาคุณาจักรมันตาเอตัมมันตะลมวตมังดาในจะพรหมจริยาจัญญาตกาในจะทำเราโอนวาจาในกรรมบาปีเอตัมมันตะลมวตมังอารติเมรติบาปามาจะปาลาจะไตรยโมอาปมาดูจะทำเมตุเอตัมมันตะลมวตมังดาเราโอจะมีวายบาจะสัตย์ยุตาเกลีนธรรมะสวนังเอกังมังกลมวตมังคันติจะโสวจัสตาสมนาในจะกัสสังกลีนธรรมะสังขารจะเอตังมังกลมวตมังสโพจะกรรมจริยังจริยสัจจะละดาสมังเอปาลสัจจิริยังจะเอตังมังกลมวตมังบวชทุสโลกกัมเนเจตังยาชนกัมปติอโศกังวิรจังเกมังเอตัมมังกลมวตมังเอตาดิสานิกาตวานัสสะปาปะมะวะนิกาสะปะสะโตทิงกะส
ชันติตังเตสังมังคะวะโมตังมามีโดยเงี้ยมองสายเทยต้องเนื้อสายกี่เตียงเป็นสาขัวเครื่องยาคำก็ร้องกันหันสาเพกี่เดมกันบางก็องค์มีใจยุงสังโฆทั้งดาววางเยี่ยวเยี่ยวสังกว่ากี่เตียงเต็มเลยตักเนื้อดันเทเทยต้องเนื้อหมอกบานกลุ่มกินบานเพิ่งบังลอยแก่กันชื่อเตียงยังลอยสีนี้เดียวหันโผล่ข้างตำเก่ามองเลยหมอกเจยสองทางลันเห็นไงที่มีมันหวานหีใจชุ่มกองเตะผู้พลันเก้าเจืองเตะต้มดีเลยหอยลอยยางใหญ่ยื้อไปสองกันบุยแก่đây là pháp Bút Thá Thâm Má trên Bao Thóc mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, giờ Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng, giờ New York từ 8:30 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:30 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:30 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Ngày thứ năm ngày 20 tháng 2 năm 2020 Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay: giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt. Dạ, con vừa nhận được bài học, con chưa kịp mở bài, sẽ được Ngài Thệ Siêu thuyết giảng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Dạ, con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết,
vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, Phật diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ tượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa những hiện tượng bất tường, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan. À, chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đó hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, đại lực thinh văn giác đại lực nguyện cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha. Dạ. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu và con kính tri ân sư. Bài học hôm nay giáo trình trung bộ kinh Mách Chắc Mikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 58 kinh Vương Tử. Apha-vá-ra-cha-ku-ma-ra-sút-ta, từ câu 120 đến 128. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha. Giá dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bích Tha. Giá kính đại lễ thượng tọa tuyệt siêu, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một điều thường xảy ra nhiều các tôn giáo là tranh luận, và ở trong những sự tranh luận đó, người ta thường dẫn đến những cái va chạm, cũng như là những cái đối đầu giữa lập thuyết này hay quan điểm kia. Bài kinh ngày hôm nay ghi lại giai thoại của một đệ tử cư sĩ của phái Nhị Gần Thá hay là Đạo Chen, giống như bài kinh Upali mà chúng ta thường nghe, chúng ta đã học trước đây. Thưa quý vị, trong giai thoại này ghi lại một đệ tử có tiếng của phái Nhị Gần Thá đến gặp Đức Phật với một câu hỏi chuẩn bị trước, và với câu hỏi này thì Vương Tử Áp Giá nghĩ rằng sẽ khiến cho Đức Phật đi vào chỗ bí lối, tức là trả lời có cũng không được, trả lời không cũng không được. Nhưng mà Áp Giá đã gặp một bậc vô thượng điều ngự, và câu trả lời của Đức Phật không phải chỉ khai thị cho Áp Giá mà còn cho chúng ta rất là nhiều những điều hết sức là quan trọng khi mà nghĩ về giáo pháp và sự khác biệt giữa đạo Phật và giáo khác. Mời quý Phật tử nghe bài học và sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh thượng tọa tuyệt siêu giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học này.
Dạ, sa thú lành thai chúng con. Hành kính đảnh lễ tri ân thường tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Con xin đọc chánh kinh. Bài học hôm nay là bài 58 Kinh Vương Tử Appaya Appayagra Chakuma Rasutta 172-120. Tại sao gọi Kinh Vương Tử Appaya? Tên kinh đặt theo nhân vật Vương Tử Appaya, người đến gặp Đức Phật với câu vấn nạn, nhưng sau đó đã được khai thị qua cách trả lời của Đức Phật. Hai trăm bảy trăm hai mươi mốt Đại Ý Kinh Vương Tử vô ý gì? Vương Tử Appaya vốn là tín đồ của đạo trên, vị này đến gặp giáo chủ Nigantha được gợi ý với câu hỏi có hai mốc mà trả lời có hay không đều bị bắt bí. Đức Phật có bao giờ nói điều gì khiến người khác không ưa, không thích? Nếu câu trả lời là có thì kết luận là như vậy là giống phàm phu, thiếu từ bi. Nếu câu trả lời là không thì đối chất câu nói của Đức Phật về trường hợp ngài từng nói Đề Quá Đát Tá sẽ đọa vào địa ngục, vô phương cứu chữa. Khi Phá Giá gặp Đức Phật, ngay từ đầu Đấng Vô Thượng Điều Ngự đã chỉ rõ ẩn ý sau câu hỏi, nhưng ngài vẫn trả lời với sáu trường hợp. Một, lời nói nào không đúng với sự thật, không tương ứng với mục đích giải thoát, và lời nói ấy khiến những người nghe không ưa thích, Như Lai không nói lời ấy. Hai, lời nói nào dù giới đúng, lời nói nào dù với đúng với sự thật nhưng không tương ứng với mục đích giải thoát, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, thời Như Lai không nói lời nói ấy. Ba, lời nói nào đúng với sự thật, tương ứng với mục đích nhưng người nghe không ưa thích, Như Lai ở đây biết thời giải thích lời nói ấy. Bốn, lời nói nào không đúng với sự thật, không tương ứng với mục đích giải thoát thì dù người nghe ưa thích, Như Lai không nói lời nói ấy. Năm, lời nói nào không đúng với sự thật, không tương ứng với mục đích giải thoát nhưng người nghe ưa thích, Như Lai không nói lời nói ấy. Lời nói nào đúng với sự thật, tương ứng với mục đích, người nghe không ưa thích, thời Như Lai nói điều ấy. Sáu trường hợp này dựa trên những chuẩn mực sau. A, Như Lai chỉ nói những gì có liên hệ với giác ngộ giải thoát, câu 3 và 6. B, những gì liên hệ với giác ngộ giải thoát phải tương ứng với sự thật. C, Như Lai thường dạy những gì kế hợp với căn tánh người nghe, nhưng có những trường hợp thuốc đắng đã tật thì vẫn nói với lời giải thích. Dạ, con kính tri ân sư.
722. Vương tử Aphaya là nhân vật thế nào? Vị này là con của vua Bimbisara và danh ký Banu Mawata, Banu Mawati ở Ujjaina. Hồi trẻ có lòng tin mạnh ở đạo, sau này trở thành đệ tử của Đức Phật. Sau cái chết đầy bi kịch của vua Bimbisara, vương tử Aphaya chán nản đi xuất gia chứng quả A-la-hán. 723. Thế nào là ý nghĩa của câu những gì được Như Lai giảng dạy phải liên hệ tới giác ngộ giải thoát? Giống như câu chuyện nắm lá Simsapa. Tri kiến của Phật thì vô cùng tận, nhưng Ngài chỉ nói những gì thiết thực cho sự thoát khổ. Nói cách khác, không phải chân lý nào cũng lợi ích. Đa số sự thật là phù phiếm, đặc biệt trong lĩnh vực triết lý, hí luận. 724. Thế nào là những gì liên hệ tới giác ngộ giải thoát phải tương ứng với sự thật? Đây là một trong những điểm then chốt. Tất cả những gì có công năng dẫn đến giác ngộ giải thoát đều y cứ trên sự thật. Tam Tạng Pali không chấp nhận những giả định phương tiện mà nói. Có hiệu răng dẫn đến giác ngộ, một điểm rất phổ cập trong Phật giáo Đại Thừa. 725. Như Lai thường dạy những gì khế hợp với căn tánh người nghe, nhưng có những trường hợp thuốc đắng đã tật thì vẫn nói với lời giải thích. Một trong mười Như Lai lực lại biết rõ căn tính của chúng sanh như một thầy thuốc giỏi bén nhạy với chứng bệnh để cho thuốc. Ngoài trừ một số ít hợp khiển trách những điều ác quấy, đa số những người hữu duyên gặp Đức Thế Tôn đều được nhanh chóng khai thị với chánh pháp phù hợp với căn tánh, phù hợp với căn tánh riêng. 726. Đức Thế Tôn và trí tuệ vô ngại đối với chánh pháp được đề cập thế nào trong bài kinh này? Bậc đại giác tự tại đối với những câu hỏi dù khó đến thế nào. Bạch Thế Tôn, những sát đế lỵ có trí, những bà la môn có trí, những gia chủ có trí, những sa môn có trí này, sau khi soạn sẵn câu hỏi đến Như Lai và hỏi: Bạch Thế Tôn, không hiểu Thế Tôn có suy nghĩ trước trong trí như sao? Nếu có những ai đến ta và hỏi như vậy, được hỏi như vậy, ta sẽ trả lời như vậy. Hai Như Lai trả lời ngay tại chỗ: Này vương tử, nay ở đây ta sẽ hỏi vương tử, nếu vương tử hoan hỷ, hãy trả lời câu hỏi ấy. Này vương tử nghĩ như thế nào? Vương tử có giỏi về các bộ phận sai biệt một cái xe không? Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, con có giỏi về các bộ phận sai biệt một cái xe. Này vương tử nghĩ thế nào? Nếu có người đến vương tử và hỏi như sau: Bộ phận này của cái xe tên gọi là gì? Không hiểu vương tử có suy nghĩ trước trong trí như sao? Nếu có những ai đến ta và hỏi ta như vậy, ta sẽ trả lời cho họ như vậy. Hay là vương tử trả lời ngay tại chỗ. Bạch Thế Tôn, vì con là người đánh xe nổi tiếng rất giỏi về các bộ phận sai biệt trong một cái xe, nên con sẽ trả lời ngay tại chỗ. Cũng vậy, này vương tử, những sát đế lỵ có trí, những bà la môn có trí, những gia chủ có trí, những sa môn có trí này, sau khi soạn sẵn câu hỏi đến Như Lai và hỏi, Như Lai sẽ trả lời ngay tại chỗ. Sao vậy?
Này vương tử, pháp giới, thâm mắt, tha tu đã được Như Lai khéo biết. Và vì Như Lai khéo biết pháp giới nên Như Lai trả lời ngay tại chỗ. Ví dụ nào dùng để nói lên đại bi tâm của Đức Từ Phụ? Đức Phật không thuyết pháp để thu nhập tín đồ mà vì đại bi tâm. Lúc bấy giờ có đứa con nít ngây thơ nằm giữa trên đầu gối của vương tử Appaya. Rồi Thế Tôn nói với vương tử Appaya: Này vương tử nghĩ thế nào nếu đứa con nít này do sự vô ý của vương tử hay do sự vô ý của người vũ hầu thọc một cái que hay nuốt một hòn đá vào trong miệng, vậy vương tử làm gì? Bạch Thế Tôn: Con phải móc cho ra. Bạch Thế Tôn: Nếu con không thể móc cho ra lập tức, thời với cái trái con nắm đầu nó lại, với tay mặt lấy ngón tay làm như cái móc, con sẽ móc cho vật ấy ra, dầu có phải chảy máu. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn: Vì con có lòng thương tưởng đứa trẻ. Cũng vậy, này vương tử, Như Lai có lòng thương tưởng đối với các loài hữu tình. Bảy trăm hai mươi tám, giai thoại đã có chung cuộc thế nào? Vương tử Appaya đã quy y Tam Bảo trở thành đệ tử Phật. Nam mô Bích Tha Giá. Và bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu Từ Bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Và con kính dâng mít đến ngài ạ. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hôm nay cái đường truyền wifi của chúng tôi nó bị trục trặc nên không có vào được. Chúng tôi phải xài 3G, 4G. Thì hy vọng là chúng ta nghe rõ, nghe được tốt. Anh Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chúng thịnh văn đệ tử Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học bài kinh Vô Úy Vương Tử. Nội dung ở trong bài kinh này là Đức Phật ngài nêu rõ về cái tính chất lời nói của ngài. Chúng ta dựa theo đó để chúng ta sanh được. Không thể nào có trường hợp mà Đức Phật ngài nói pháp mà ngài nói cái lời như người ta thường đưa ra cái luận thuyết là phương tiện. Ngài không có nói theo ai hết, và ngài cũng không có nói sai sự thật
xuyên qua sáu vấn đề gọi là lục thuyết bất khả thuyết. Và trong bài kinh này chúng ta sẽ được đề cập đến. Trước hết, bài kinh này được gọi là kinh Abhayā Kumāra, vô úy vương tử, là vì bài kinh này Đức Phật thuyết pháp cho nhân vật tên gọi là Abhayā, mà nhân vật đó là hoàng tử, con của vua Bimbisara, với người danh kỹ Padmavati ở tại Uchina. Vì hoàng tử này là một tín đồ thuận thành của đạo đi gần thá, và có rất nhiều lần đi gần thá Na Tôn Bồ Tát bị thất bại với những cái cuộc luận chiến với Đức Phật về cái tư tưởng triết lý, nhưng mà thua keo này thì bài keo khác. Và trường hợp này thì Na Tôn Bồ Tát đi gần thác đã dạy cho gia chủ, dạy cho vương tử Abhayā đi đến luận chiến với Đức Phật, nhưng mà lần này là tranh biện về giáo lý, như trường hợp ở trong cái bài kinh mà chúng ta học vừa qua về kinh gia chủ Upali. Mà Nigatha Na Tôn Bồ Tát dạy vương tử đến Samugotama và hỏi Samugotama một câu hỏi ngài có nói cái lời nói nào mà làm cho chúng sanh không được quan hỷ, làm sanh nghe bị đau khổ hay không? Nếu Samugotama nói là có, hãy chỉ trích rằng như vậy thì ngài với kẻ phàm phu đâu có gì khác nhau. Còn nếu như mà Samugotama mà nói là không có, Như Lai không có nói cái lời nói khiến cho người khác đau khổ, thì ngươi phải phản biện lại rằng, nhắc lại cái trường hợp mà Samugotama đã nói với Devadatta
rằng ngươi sẽ bị đọa vào địa ngục vô phương cứu chữa. Thì nếu mà Đức Phật Ngài trả lời có hay là không có, thì cái trường hợp nào Ngài cũng bị Apheya, vương tử. Chỉ trích được. Đó là câu hỏi hai chiều của Nigantha Natambutta đã chỉ bài cho vương tử ở phía giá. Và khi vương tử ở phía giá đi đến Đức Phật, thỉnh Đức Phật về nhà, rồi nêu lên cái câu hỏi đó. Nhưng không ngờ rằng với cái câu hỏi đó không thể nào vượt qua khỏi cái trí của bậc toàn giác. Khi được nghe câu hỏi như vậy thì Đức Phật Ngài chặn lại và Ngài bảo rằng: này ở phá giác, có phải chăng câu hỏi này không phải là một chiều? Tức là ý nói là câu hỏi hai chiều, giống như một cái móc câu nó có cái ngạnh ngược lại. Nếu mà xoay trở, rút ra thì nó cũng bị sốc cái ngạnh đó. Mà nếu đâm vào thì nó càng lún sâu hơn vào thịt. Do đó, cái câu hỏi này Đức Thế Tôn đã biết và Ngài chặn. Khi nghe nói như vậy thì vương tử Ấp Phá Giá đã thốt lên rằng: Natambutta, Nigantha Natambutta đã bị bại ở đây rồi. Và Đức Phật Ngài hỏi: ngươi nói vậy có nghĩa như thế nào? Apheya mới thuật lại cho Đức Phật nghe về cái điều chỉ bài của Nigantha Natambutta cho mình để đi đến luận chiến với Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật Ngài vì lòng bi mẫn và muốn tiếp độ vương tử Apheya, nên trong dịp này Ngài đã giải thích thầy đã đưa ra một thí dụ. Sẵn có một đứa bé đang nằm ở trên, nằm chơi ở trên cái bắp vế của cái bắp đùi của vương tử Apheya. Thì Đức Phật hỏi: nếu như mà đứa bé này nó lỡ đuốc vào một hòn sỏi hay là một cái cây que thì vương tử phải làm như thế nào?
Thì Vương Tử nói rằng con phải dịnh cái đầu của nó và một tay cũng móc ra, móc cho bằng được, cho dù phải chảy máu cũng phải móc lấy cái vật đó ra. Vì sao vậy? Bởi vì con có lòng thương tưởng đứa bé. Thì Đức Phật nói cũng vậy, Như Lai có lòng thương tưởng đối với chúng hữu tình, cho nên có những trường hợp Như Lai cũng phải nói. Và Ngài đã nêu ra 6 trường hợp, mà trong 6 trường hợp này chúng ta phải chú ý. Chỉ có 2 trường hợp là Đức Phật Ngài nói cái lời nói đó, và 4 trường hợp là Đức Phật Ngài không nói cái lời nói đó. Ở trong 3 cái trường hợp đầu tiên đó, là một lời nói mà chúng sanh không có ưa thích nghe. Thứ nhất là một lời nói mà Ngài biết nó là không đúng với chân lý, không có liên hệ đến mục đích giải thoát. Và chúng sanh không có thích nghe thì Ngài không có nói lời đó. Trường hợp thứ hai là cái lời nói nào mà cho dù có đúng với chân lý, đúng với sự thật, nhưng không liên hệ đến mục đích giải thoát, và chúng sanh cũng không thích nghe, thì như vậy Như Lai không có nói lời đó. Thứ ba, lời nói nào đúng với chân lý, có liên hệ đến mục đích giải thoát, dù chúng sanh, dù người nghe có không ưa thích, Như Lai cũng tùy thời mà nói vì lòng thương tưởng về chúng sanh đó. Dừng lại ở đây bàn về vấn đề này. Ở đây cái lời nói vô ích, cái lời nói đó có 2 trường hợp. Một là lời nói không đúng với chân lý, hai là trường hợp lời nói đúng với sự thật, nhưng mà nó không có đưa đến mục đích giải thoát đó. Không có tương ứng với mục đích giải thoát thì được xem như là lời nói vô ích. Chúng ta thường thấy như là những cái câu chuyện phím được người ta đặt ra, người ta bịa ra để người ta nói cho vui, nó khôi hài, nó châm biếm, thì cái lời nói đó là nó không đúng với sự thật. Và cái gì không đúng với sự thật thì đương nhiên là không có liên hệ đến mục đích giải thoát, Ngài không có nói. Mà lại cái lời nói đó chúng sanh không có ưa thích nghe nữa, Ngài càng không nói. Trường hợp thứ hai đó là có những lời nói phím luận, nó cũng là một sự thật. Thì bàn về đất đá
sông núi, cây cỏ, vân vân. Bàn về thời tiết, bàn về vật thực, bàn về chiến tranh, bàn về bệnh dịch. Những cái đó cũng có thể có trường hợp là nó đúng với sự thật, nhưng mà những cái chuyện đó nghe xong bỏ, nghe xong lọt vô lỗ tai rồi, nó cũng không có đem lại cái sự giải thoát gì, chỉ nói nghe chơi vậy thôi. Thì trong trường hợp này lại thêm cái là chúng sanh không có ưa thích thì Ngài không có nói. Còn cái trường hợp thứ ba đó là cái lời nói đúng với sự thật, đúng với chân lý, và đưa đến cái mục đích giải thoát, thì cái lời nói đó dầu cho chúng sanh nghe không có hoan hỷ, nghe cảm thấy đau khổ, nhưng mà về để cảnh tỉnh người đó, thức tỉnh người đó, Ngài cũng phải nói. Như vậy ba trường hợp đầu quý vị thấy không phải là vì muốn mua chuộc lòng người, mà những cái lời nói nào mà chúng sanh không có thích nghe, Đức Phật Ngài im lặng, Ngài không nói đâu. Có những trường hợp quở trách, nhưng mà thuốc đắng giả tật thì Đức Thế Tôn Ngài vẫn nói. Miễn sao cái lời nói đó đúng với sự thật và liên hệ đến mục đích giải thoát thì Ngài sẽ biết thời mà Ngài nói. Bây giờ chúng ta nói đến ba trường hợp sau đó, là ba trường hợp đề cập đến cái lời nói mà chúng sanh thích nghe. Chúng sanh thích nghe, nhưng mà không phải lúc nào, câu nói nào mà chúng sanh thích nghe Đức Phật này cũng đều nói cả. Tại sao? Là tại vì một là cái lời nói không đúng với sự thật, không đưa đến, không liên hệ đến mục đích giải thoát. Dầu như chúng sanh thích nghe cái lời nói đó, Như Lai cũng không nói. Thứ hai là cái lời nói dầu đúng với sự thật nhưng không liên hệ đến mục đích giải thoát, và dầu chúng sanh nghe có ưa thích đi nữa, Như Lai cũng không nói, bởi vì không liên hệ đến mục đích giải thoát. Thứ ba là lời nói đúng với sự thật, liên hệ đến mục đích giải thoát, và chúng sanh thích nghe cái lời nói đó, thì Đức Phật Ngài thường nói lên cái lời nói này. Thì ở đây trong sáu trường hợp đó, thì chúng ta thấy rằng trong sáu cái lời nói, chỉ có cái lời nói thứ ba và cái lời nói thứ sáu là Đức Phật Ngài nói thôi. Cái lời nói thứ ba, lời nói thứ sáu đó, nó có chung hai vế, là lời nói nào đúng với chân lý và tương ứng với mục đích giải thoát, tương ứng với mục đích giải thoát. Chỉ khác nhau ở chỗ là có trường hợp chúng sanh
thích nghe và có những trường hợp chúng sanh không thích nghe. Hễ mà chúng sanh thích nghe thì Đức Phật thường nói cái lời nói đó, cái lời nói mà liên hệ đến mục giải thoát đúng với chân lý đó. Còn ở trường hợp mà cái lời nói chúng sanh dầu không thích nghe như là cái lời khiển trách chẳng hạn, nhưng mà cái lời nói đó liên hệ đến mục đích giải thoát và đúng với sự thật thì Như Lai nói, tùy thời nói. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta lại thêm một cái nhận xét nữa là không. Bây giờ chúng ta đưa ra một cái vấn đề như thế này. Không phải lời nói nào mà chúng sanh không thích nghe mà Đức Phật Ngài không nói đâu. Nếu như cái lời nói đó mà Ngài nói xong tỉnh ngộ và họ hướng thiện thì cái lời nói đó Đức Phật Ngài cũng tùy thời tùy duyên mà Ngài nói. Một khía cạnh khác để chúng ta nhận xét, không phải lời nói nào đúng với chân lý, đúng với sự thật cũng đều tương ứng với mục đích giải thoát, liên hệ đến mục đích giải thoát hết đâu. Như chúng tôi có trình bày thì có những lời nói nó cũng đúng với chân lý nhưng mà nó vô bổ, làm cho tâm chúng sanh bị phóng dật, thì cái lời nói đó là cái lời nói đúng chân lý nhưng mà không liên hệ đúng đi giải thoát. Có một loại lời nói đúng với chân lý và đưa đến giải thoát. Còn ở khía cạnh thứ ba để mà chúng ta nhận xét đó, thì chúng ta đảo ngược lại. Cái lời nói nào tương ứng với mục đích giải thoát, lời nói đó đều là chân lý cả. Đây là một điều rất quan trọng ở trong sáu cái vấn đề mà Đức Phật nêu lên. Chờ thưa quý vị, chúng ta tiếp tục cái bài kinh này. Khi mà vương tử Ấp Phá Giá nghe Đức Phật Ngài giải thích về sáu cái lời nói trong đó có hai lời nói mà Ngài nói vì lòng thương tưởng chúng sanh này đã đối một cách nhường nhuyễn như vậy. Ấp Phá Giá bạch hỏi Đức Phật là khi có người và lâm bô người sắp đi lị và lâm bô gia chủ hay các sa môn nó, họ đi đến hỏi Ngài một câu hỏi thì Ngài có sắp đặt trước ở trong đầu là Ngài sẽ trả lời như thế hay không. Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài mới đưa ra một thí dụ. Vương tử có dội về xe ngựa không? Và Đức Thế Tôn con là người đánh xe thiện xảo, cho nên con rất giỏi cắt chiếc xe. Đức Phật hỏi nếu như vậy thì khi có người
đến hỏi Vương Tử chỉ cái bộ phận này gọi là gì, bộ phận kia, bộ phận xe gọi là gì. Thì lúc đó Vương Tử có suy nghĩ sắp đặt sẵn, sắp đặt ở trong đầu ta sẽ trả lời như thế này hay không. Bạch Thế Tôn không, bởi vì con quá rành rẽ về chiếc xe cho nên nếu mà bất chợt ai hỏi, ai chỉ cái trục xe, hỏi là cái gì thì con sẽ nói là trục xe, vành xe con sẽ nói là vành xe, vân vân, không cần phải suy nghĩ. Đức Phật nói cũng vậy, Thammathātu là pháp giới, là vạn pháp trong đời đó, Như Lai đã giác ngộ, đã thực chứng, đã hiểu rõ, đã thuần thục. Cho nên khi mà có người đến hỏi Như Lai cái điều gì thì Như Lai sẽ trả lời thẳng vào cái điều đó, chứ không có cần phải suy nghĩ, không có cần phải suy nghĩ. Thì đó là cái đợt phần thứ hai mà Đức Thế Tôn Ngài đã trả lời như vậy. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta học về cái bài kinh này thì chúng ta mới nhớ đến một đoạn kinh, một vấn đề ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đó. Có lần Đức Thế Tôn Ngài cùng với chúng tỳ kheo đi ngang qua cái khu rừng Simpanna. Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài với tay nắm một số lá cây ở trong tay, Ngài hỏi: này chưa tỳ kheo, các ngươi có thấy, các ngươi nghĩ như thế nào, cái số lá cây trong nắm tay Như Lai và số lá cây ở trong rừng, cái nào nhiều cái nào ít? Bạch Đức Thế Tôn, ở trong nắm tay rất ít so với số lá cây ở trong cái khu rừng Simpanna. Thì Đức Phật Ngài bảo: này các tỳ kheo, cũng vậy, pháp mà Như Lai giác ngộ hiểu biết thì cái pháp giới đó nó là vô lượng, còn pháp mà Như Lai thuyết giảng cho chúng đệ tử nghe thì pháp đó chỉ một phần thôi, một phần ít thôi. Vậy gì? Những pháp mà Như Lai thuyết là những pháp đó nó có lợi ích cho chúng sanh nghe xong được tịnh lạc, nghe xong thực hành theo sẽ được chấm dứt cái sự khổ đau, tức là những pháp đi hệ đến mục đích giải thoát, tương ứng với mục đích giải thoát. Bởi vậy chúng ta đừng có thắc mắc là tại sao không lẽ như là Công Minh hay là Y Phương Minh về những cái thiện xảo trong nghề nghiệp, trong công việc, hoặc là về cái cách mà trị bệnh này kia đó, thuốc, các cái thảo dược, tính dược để mà trị bệnh, những cái đó Đức Phật Ngài không biết hay sao? Mà sao không thấy Ngài dạy cho chúng đệ tử? Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta dựa vào một cái đoạn kinh về sinh, với hơn nữa chúng ta dựa vào hai cái lời nói trong sáu điều mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết đó, thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ biết. Vì những cái này,
cái nào có lợi ích giải thoát thì Đức Phật ngài dạy, ngài khuyến khích cho làm theo, cho thực hành. Còn những cái gì mà nó vô ích, nó chỉ đem lại cái sự phóng dật, đem lại cái sự tai hại cho đời sau, nghĩa là phi công đức, thì Như Lai, Đức Như Lai không dạy điều đó, chứ không phải là ngài không biết. Ở cái bài kinh này sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều về Phật ngôn, để chúng ta có thể đặt niềm tin ở cái giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải chú ý một điểm là do vậy chúng ta không nên tùy để nói Đức Thế Tôn, Đức Phật đã dạy thế này, Đức Phật đã dạy thế kia. Chúng ta không tùy tiện nói về được. Do vậy Đức Thế Tôn ngài cũng dạy rằng là những gì mà Như Lai không đúng, mà bảo rằng Như Lai có nói, thì đó là phỉ báng Như Lai. Còn những gì mà Như Lai có nói mà chẳng Như Lai không có nói, cũng là phỉ báng Như Lai. Mà hễ một người mà phỉ Lai thì như vậy họ sẽ tạo nhiều phi công đức và đi đến sự bất hạnh không tốt đẹp. Bất cứ một lời nói gì của Đức Phật nói ra đều phải là cái lời nói tương ứng với cái mục đích. Cái chữ Attha ở đây đó nó có hai nghĩa. Chữ Attha trong trường hợp này có hai nghĩa. Sanh hi tăng là liên hệ mục đích, nhưng mà nó cũng có nghĩa là liên hệ đến lợi, liên hệ đến lợi. Nếu mà chúng ta xài cái chữ lợi ích thì chúng ta nghĩ rằng cái này nó sẽ có ý nghĩa rộng hơn là cái mục đích. Bởi vì nếu mà chúng ta nói đến liên hệ đến mục đích đó, là chúng ta phải nói thêm là cái mục đích giải thoát. Nhưng mà ở đây đó thì cái chữ Attha Sanhita, cái pháp của Đức Phật và đưa đến ba cái lợi ích.
Đức Thích Thâm Cách Thác đưa đến lợi ích hiện tại là chúng sanh thực hành sẽ sống hiện tại lạc trú. Do cái thiện, do cái sở hành vô tục đem an lạc, gọi là anh đâu có chết xuất khác, anh đâu có chết xuất khác. Khi mà người thực hành theo lời thì ngay trong hiện tại được sống an lạc do cái sở hành vô tội đó. Thứ hai gọi là Samparajikatha, dạy của Đức Phật liên hệ đến lợi ích tương lai, đại lợi ích tương lai. Bởi vì có những pháp mà khi chúng sanh thực hành, đó là thiện pháp để tạo phước báo chung, người đó sẽ sanh về cõi lành, thú thiên giới ở đời, tức là sanh trời. Rồi cái thứ ba mới là lợi ích tối thượng, Paramattha. Paramattha là lợi ích tối thượng, tức là đạo thoát. Thì như vậy cái chữ Attha Sanh Hi Tăng á, trong trường hợp này cái lời của Đức Phật, cái lời nói nào đúng với chân lý, liên hệ đến lợi ích, thì lời nói đó Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con cung thỉnh ngài Trì Siêu cầm mic lại ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Quý vị có nói không? Ủa sao lại vậy? Sư đang cầm mic mà. Sư vẫn đang cầm mic mà tại sao vậy? Quý vị không nghe à? Cảm ơn quý vị. Thì ở đây chúng ta thấy có những bài pháp mà Đức Phật đã thuyết đó, không phải hoàn toàn là đưa đến mục đích giải thoát hết. Không phải là hoàn toàn đưa đến giải thoát hết.
có những bài pháp mà Đức Phật Ngài thuyết, những pháp đó là để đem lại cái lợi ích hiện tại hay là lợi ích tương lai, tức là sau khi mệnh chung sinh lực của trời, như là có một người Bà La Môn tên gọi là Ma Tú Khô Bô Sa Cát. Ông Ma Tú Khô Sa Cát này, anh ta đi đến gặp Đức Phật. Anh ta nói: Bạch Đức Thế Tôn, con không có biết làm các cái thiện pháp gì khác, làm các công đức gì khác, con chỉ có mỗi một việc là sau khi tìm được tài sản theo thường pháp, con phụng dưỡng mẹ và cha, đó có phải là một thiện pháp không? Thì Đức Thế Tôn Ngài nói rằng, Đức Phật Thế Tôn Ngài thuyết rằng, những ai tìm tài sản theo thường pháp, nuôi dưỡng mẹ và cha, người ấy được bậc trí tán thán, sau khi chết được sanh thiên. Và Đức Thế Tôn xác định đó là một thiện pháp. Bài kinh nó chỉ đại khái là như vậy. Thì bài pháp đó phải nói là hoàn toàn không có liên hệ đến cái vấn đề mục đích giải thoát, nhưng mà nó là một pháp thiện đưa đến lợi ích tương lai. Thì như vậy chúng ta xét ra đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái câu mà Đức Phật này, trong sáu điều mà Đức Phật nói trong ngày hôm nay đó, thì trong đó là những lời nói nào đúng lý và liên hệ đến lợi ích, tương ứng với lợi ích, thì Như Lai nói lời nói đó. Dầu chúng sanh có thích nghe hay là không thích nghe, Như Lai cũng biết tùy duyên, tùy thời mà nói cho họ nghe, vì lòng thương tưởng. Thì như vậy chúng tôi đề nghị cái chữ Attha Sanhitam đó là cái lời nói liên hệ đến mục đích, thì chúng ta phải hiểu là liên hệ đến lợi ích. Nó sẽ ý nghĩa rộng hơn là chữ mục đích. Bởi vì nếu mà tương ứng với mục đích đó, thì ở đây đó, người này đã những cái lời nói nào nó cũng có tương ứng với mục đích đó. Mục đích tốt hay mục đích xấu cũng là mục đích. Cho nên cái chữ Áp Thái nó có hai nghĩa: nghĩa mục đích, nghĩa thứ hai là lợi ích. Ở nghĩa thứ ba đó, cái chữ Áp Thái nó có nghĩa là ý nghĩa nữa. Thí dụ chữ Áp Thái Kata tức là luận giải hay là sơ giải, là giải thích cái ý nghĩa. Cho nên cái chữ Attha còn nếu mà nói rằng là Dhamma Vinaya, Attha Vasa Panyati, Đức Thế Tôn Ngài chế định về giới luật Đa Sát, Attha Vasa Vasena, tức là chữ Attha trong này phải hiểu là mục đích. Đức Phật là chế luật nhằm 10 mục đích, là đem
lại sự tốt đẹp cho tăng chúng, đem lại sự an vui cho tăng chúng, để răn trị những kẻ vướng bỉnh, để đem lại an vui cho những kheo hiền thiện, hay là để ngăn ngừa những cái tệ lậu trong hiện tại và để đoạn trừ những cái tệ lậu trong tương lai, vân vân, hay là để đem lại niềm tin cho những người chưa có niềm tin, làm cho tăng trưởng niềm tin đối với những người đã có niềm tin, để duy trì chánh pháp, để thiết lập, nghĩa để củng cố luật lệ quốc độ vô vân. Thì cái đó chữ Atthavasa ở trong trường hợp này chữ Attha phải hiểu là cái mục đích, nó đúng hơn cái chữ lợi ích. Còn trong trường hợp này chúng tôi nghĩ rằng là ở trong hai cái lời nói mà Đức Thế Tôn ngài thuyết đó, thì hai lời nói đó đều là đúng với chân lý và lý, nó tương ứng với lợi ích, nó tương ứng với lợi ích. Và chúng sanh thích hoặc là không thích nghe, ngài cũng thuyết. Thì ý nghĩa đó là như vậy. Thì thưa quý vị, sau khi Đức Thế Tôn ngài trình bày ở hai đoạn, một là ngài nói lên cái lời nói của ngài đối với chúng sanh đó, vì luôn luôn vì lợi ích cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, cho nên cái lời nói phải là cái lời nói đúng với chân lý, có lợi. Thứ hai là sau khi trình bày về cái tốc trí mà Đức Thế Tôn đã trả lời, ngài sẽ trả lời với những cái câu hỏi của người ta đặt ra đó, là tự ứng đối do cái sự giác ngộ nhạy bén của ngài, chứ không phải là do cái sự sắp đặt tính toán ta sẽ trả lời như thế nào. Thì sau khi nghe xong, vua Vương Tử Ấp Giá đã ngưỡng mộ Đức Phật, đã tán thán Đức Phật và xin quy y Đức Phật từ đó về sau. Và được biết rằng là sau này, vì với cái chết của vua cha là vua Bimbisara, nên hoàng tử Abhayya đã chán nản và xuất gia trở thành một vị A-la-hán. Đó là nội dung của bài kinh Abhayya Rajakumara. Chúng tôi xin được trình bày bấy nhiêu. Và bây giờ thì cũng vừa phải với cái thời gian, xin chấm dứt ở đây. Và kinh cung tịnh thường tôi giấc đẳng quan hỷ điều hợp cho bộ kinh này. Khi đã đến giờ, chúng tôi sử dụng cái cell phone và 4G. Bây giờ thượng tọa quan hỷ, thượng tọa đi đổi trong vị nào đó trong thời gian này, sư huynh sẽ chuyển qua để xài cái wifi thử, xài wifi thử, chứ cầm cái này cái này tay quá. Xin tịnh sau thủ kinh trình từ tập thể siêu
Người Mỹ họ có một cái đề nghị đó là cái gì mà nó làm việc tốt không nên thay đổi. Nãy giờ Sinh Vinh nói chuyện 3G, 4G gì đó rất là tốt. Sinh Vinh đổi qua Wi-Fi tệ hơn được. Bây giờ thì xin tỉnh Thư Tổ Pháp Tân, Thư Tổ Pháp Tân có bằng trước máy và nghe được không? Nếu được thì kính tỉnh Thư Tổ Pháp Tân con nghĩ cho ý kiến về cô thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi Thư Tổ Pháp Tân, Thư Tổ có dạ vâng. Thư Tổ Pháp Tân, qua những gì mà Đức Phật dạy mà chúng ta tìm thấy trong bài kinh hôm nay thì chúng ta nghĩ đến cái trường hợp là bây giờ có nhiều người chủ trương là mình cứ vận dụng tất cả mọi phương tiện. Nếu sau Phật tử họ đến chùa, thậm chí họ thắp nhang, ba cây nhang được cúng Phật là chỉ có tốt rồi. Thì mình có thể dùng những nhiều hình thức khác nhau, nhiều phương tiện khác nhau. Thậm chí có những trường hợp rất là mê tín dị đoan chẳng hạn, quần chúng thì họ thích cái đó. Thì nhiều khi họ nói rõ là cứu cánh biện minh cho phương tiện chẳng hạn. Nhưng mà thì đó tôi nghĩ sao về trường hợp nào? Người xin thỉnh ý kiến của sư tổ tôi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Pháp Tính cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cho biết nghe rõ. Thì ngày nay đó thì con thấy rằng nói đến Phật giáo của chúng ta thì Phật giáo Nam Tông thì Phật giáo Nguyên Thủy thì chúng ta thấy ít có gặp cái trường hợp mà có những cái hình thức mà từ ở cái hình thức đó đó, hình thức về vấn đề tín ngưỡng để rồi dẫn nhập người ta đi vào ở trong Phật giáo mà có thể hướng đến một số điều mà mình thấy là dường như nó lạc đi cái tôn chỉ chính của Đức Phật mà biến con cái người Phật tử trở thành cái người mê tín, đặc biệt là Phật giáo Bắc truyền. Thì mình gặp những cái trường hợp đó. Cho nên rằng cũng với cái thời gian dài về lịch sử thì con thấy rằng Phật giáo Bắc truyền thì lại có những cái hình thức là về cái cách thờ phượng, rồi về cái cách cúng kiến. Ví dụ như chuyện mà Phật giáo Bắc truyền cúng sao giải hạn trong dịp đầu năm. Rồi Phật giáo Bắc truyền thì lại có những cái hình thức đó là trai đàn chẩn tế để phá địa ngục cứu vong linh. Thì những cái hình thức đó chúng ta thấy rằng nó đã đánh vào ở trong cái suy nghĩ của người Việt, trong cái suy nghĩ của người Việt mà từ bấy lâu nay đó thì con nghĩ rằng người Việt thì ảnh hưởng Phật giáo Bắc truyền, đặc biệt là có một màu giáo Trung Hoa đó. Do vậy đó thì mình phải nói rằng dường như là thấy có một cái điều đó là người ta lại bị lạc vào trong cái tình trạng mê tín cũng không phải là ít, không phải là ít. Nhưng mà cái số đó thì mình thấy nó cũng rất là đông. Như gần đây thì con thấy có một cái văn bản của Hòa Thượng Hội Chủ tịch Hội đồng Trị sự ở tại Việt Nam đó, là chấn chỉnh lại trong cái dịp đầu năm, tránh cái việc mà cúng sao giải hạn, nêu những cái việc đó ra, hay hoặc là nhiều cái hình thức với cái điều cái tên gọi tuy có khác nhưng mà nội dung là hướng người ta xa với chánh pháp mà lại đi vào trong cái con đường mê tín.
Thì đó là những điều mà con thấy đối với cái văn bản nó có giá trị với Phật giáo Bát Truyền thì nhiều, nhưng mà Phật giáo Nguyên Thủy thì xưa nay thì không có những chuyện đó. Vấn đề đó thì con nghĩ ở đây đó thì sự thật ra thì dù gì đi nữa thì Đức Phật, trong Đạo Phật thì Đức Phật Ngài nói đến cái việc nhân quả là chính. Cho nên là khi mà Đức Phật Ngài nói rằng là ngày nào làm được cái việc lành, ngày nào làm việc lành thì ngày đó mình có được cái sự an lành. Ngày nào mình có được cái nghề nghiệp mà trong sạch đó thì mình sẽ thu hoạch được những cái, do cái công hạnh lành của mình mà mình thu hoạch được những tài sản chính đáng. Thì điều đó chúng ta gặp ở rất là nhiều. Cho nên là khi mà Phật giáo theo con nghĩ đó thì nhiệm vụ của các cái bậc xuất gia nói riêng á, và nói chung Phật giáo đồ nói chung á, thì làm sao cho Phật giáo phát triển. Nhưng mà có một cái đó là phải làm sao theo con nghĩ là gìn giữ lại những cái ý nghĩa, cái ý nghĩa ở trong cái tôn chỉ lời dạy của Đức Phật, đó là căn cứ vào nhân quả, căn cứ vào nhân quả. Và cái việc mục đích chính của Đạo Phật là tu tập để mà mình đi cái con đường chúng đúng đắn và hướng đến cái đạo lộ giải thoát. Mà ở đây con nghĩ rằng đó là điều mà Đức Phật Ngài dạy. Cho nên là cái tín ngưỡng dân gian á, thì con nghĩ rằng có những cái tập tục, có những truyền thống, thì nếu mà mình được giải thích rõ và hiểu rõ thì những cái truyền thống nó đúng đắn á, thì cũng nên là duy trì. Cũng nên duy trì. Thí dụ như theo con nghĩ đó thì cái việc mà cúng thờ cúng ông bà, thì cái việc thờ cúng ông bà thì nếu mà mình hiểu ý nghĩa kỹ đó là về ý nghĩa là nhớ đến tổ tiên ông bà của mình, ngày kỵ dỗ hay là ngày này ngày kia, kết hợp với ở bên cạnh đó thì mình thấy là có kết hợp với truyền thống Phật giáo đó, là mình có thể trai tăng cúng dường bằng cách là tạo phước cúng dường để hồi hướng đến cho người thân của mình, thì cái đó trên tinh thần hợp lẽ đạo. Nhưng mà nếu chúng ta mà đi xa cái vấn đề đó mà chúng ta biến thành cái ý nghĩa của cái ngày kỵ dỗ, nó là cái ngày để mà ăn chơi hay là những cái ngày gì đó ý nghĩa khác á, thì rõ ràng là cũng không nên. Theo con nghĩ là như vậy. Nhưng mà Phật giáo nào, Phật giáo mà đi đến cái quốc gia nào cũng phải tùy thuộc cái văn hóa ở đất nước đó, dùng miền đó để rồi được tồn tại. Nhưng mà nếu như mà mình đi với cái, giống như là mình chấp nhận với cái tín ngưỡng dân gian quá nhiều, để rồi là mình đi xa với cái tôn chỉ của Đức Phật, và thì cái đó đó con nghĩ rằng là không có nên. Cũng như là việc mà Đức Phật Ngài nói rằng cái nhân quả, ví dụ như là một người mà như vị hoàng tử mà gọi là cúng kiến thỉnh Đức Phật đi trên cái tấm vải để mà coi xem được cái sự bình an, cái sự may mắn nào đó cho gia đình của mình, thì Đức Phật Ngài cũng không có phải là bước lên cái miếng vải đó hay biết bước lên cái tấm thảm đó, mà hoàn toàn là Ngài xét thấy cái nhân quả của vị hoàng tử, gia đình có những cái nghiệp không tốt, cho nên là Đức Phật Ngài không có bước lên cái miếng vải đó với ý nghĩ là xin cầu xin những điều này điều kia. Và đó là cũng là căn cứ vào cái ý nghĩ là nhân quả, cái ý nghĩa của nhân quả. Bởi vì nếu như một khi mà mình làm cái nhân không lành thì theo con nghĩ thì chắc chắn mình sẽ gặt lấy những cái quả không tốt.
Và khi mà mình tạo được cái nhân lành thì dù mình có trốn tránh hay mình ở đâu đi nữa thì mình cũng nhận lấy được cái quả lành, quả tốt ở đó. Vì vậy cho nên là nếu mà hướng về chánh pháp mà giới truyền thống xưa nay, con nghĩ rằng các cái nước quốc giáo đó thì người ta cũng có những cái tín ngưỡng dân gian đó, nhưng mà bên cạnh đó thì được cái sự hướng dẫn cũng, thì người ta cũng ít có gặp trường hợp mà bị đi xa hơn, và đi xa với giáo lý của Đức Phật, đặc biệt là giáo lý về nhân quả. Nhân quả cũng như vậy, đối với người Việt Nam thì con nghĩ rằng nhiệm vụ hơn ai hết á, thì cái nhiệm vụ của một người tu hay là một cái vị tu sĩ thì cái việc mà chánh kiến rất là quan trọng, rất là quan trọng, và chánh tín rất là quan trọng. Nếu như mà mình thấy sai hay là mình tin sai đó thì rõ ràng là cái việc thực hành của mình nó không có lợi lạc gì hết, mà lại càng đi xa cái mục đích hơn tim nữa. Và vì vậy rằng như mình con thấy rằng là những cái tín ngưỡng dân gian đó, ở đây mình cũng không phải là, theo con nghĩ không phải là bác bỏ hay là như thế này thế kia, nhưng mà mình thấy rằng có những cái điểm, cái nơi mà tín ngưỡng dân gian từ vùng miền này kéo đến đó để người ta bày tỏ cái sự tín ngưỡng của họ bằng cách là xin lễ, trả lễ bằng cách này cách kia với một cái vị thần đó, bà chúa đó, ông thần nọ, để rồi họ cầu xin những cái điều này điều kia. Nếu mà mình căn cứ vào cái lời dạy của Đức Phật thì theo con thấy rằng là Đức Phật dạy đó là ngày nào mình làm được việc lành thì ngày đó mình được cái sự an lành ở trong cái cuộc sống. Như vậy thì không có cái ngày nào, nếu mà mình căn cứ vào ở trong lời dạy của Phật, ngày nào mình làm được việc lành rõ ràng là cái ngày đó là ngày tốt cho chính mình. Còn mình có làm được cái, mình mà đã làm việc không tốt rồi, mình có chọn bằng với những cái ngày giờ tốt, hướng tốt, cái này tốt, cái kia tốt, nhiều thứ tốt đi nữa, rõ ràng cái việc mà không tốt, cái quả mà không lành nó cũng vẫn xảy ra đến với mình. Cho nên là con nghĩ rằng để mà chấp nhận hướng đến với Phật pháp á, điều để mà người ta có thể nhìn thấy đúng với chánh pháp á, thì cái người hơn ai hết đó là cái người tu, cái bậc xuất gia, làm sao để hướng cho những người Phật tử. Và dù cái số đó nó có ít đi nữa so với cái người mà họ mê tín, so với cái người mà lệch lạc đó, thì con nghĩ rằng dần dần đó, thì cái gì nó đúng chánh pháp thì nó sẽ được tồn tại, còn cái gì nó không được đúng chánh pháp thì nó sẽ bị mai một trong một thời gian nào đó thôi. Và cái nhiệm vụ của một cái bậc tu sĩ hay là cái người tu đó, thì con nghĩ rằng làm sao để hướng người ta đến với Phật pháp. Con nghĩ rằng không phải là mình lấy phương tiện để mà biện minh cho một cái điều gì, mà rõ ràng là ở đây đó con nghĩ rằng mình làm sao để phát huy được cái đúng với cái tinh thần của chánh pháp mà Đức Phật ngài đã dạy. Thì dù có ít đi nữa đó, thì cái việc đó mình cũng biết là nhân quả rồi. Một khi theo bản thân con thì con nghĩ rằng rất là sợ về nhân quả. Một khi mà mình đã hướng người ta không đúng thì sau đó, thì mình cũng bị cái quả đó, mình sẽ bị người khác mê hoặc lại ở trong những cái kiếp mai sinh, lai sinh, hay hoặc là ở trong dòng luân hồi của mình. Cho nên là nhiệm vụ của mình là làm sao để vừa là tu tập có chánh tín, vừa là có chánh kiến, để rồi mình hướng dẫn cho những người khác đều đến với Phật pháp này, dù là ít đi nữa, mà cái đó cũng là một cái điều đúng mà việc mình cần phải làm. Còn cái phinh hướng mà số đông này kia đó, theo tín ngưỡng dân gian, thì con nghĩ rằng mỗi người mỗi cách, mỗi vùng miền, mỗi nơi, mỗi mỗi thời kỳ cũng đều có khác nhau. Nó có thể dựa trên cái ý nghĩa đó mà nó biến tướng khác nhau.
Còn trong khi chánh pháp thì mình vẫn giữ được cái tính nguyên nguyên của chánh pháp, và do vậy thì lợi lạc và chính bản thân mình cũng được cái sự lợi lạc. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con xin được xuống mic kính thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thủ kính trình thượng tọa pháp tịch, thượng tọa tự quyền hy vọng thượng tọa đang có ở trước máy, nếu thượng tọa tự quyền nghe được kính thỉnh thượng tọa tự quyền trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa tự quyền nghe được không? Thượng tọa tự quyền dường như không nghe được. Đại đức pháp tính đây, đại đức pháp tính có nghe được không? Nếu đại đức pháp tính đang có mặt trước máy, xin đại đức pháp tính trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ. Đại đức pháp tính khi mà nói về tôn giáo, nói về triết học, nói về tư tưởng đó, thường người ta nghĩ rằng chân lý là tối thượng. Dạ, chân lý là tối thượng. Nhưng mà trong bài kinh này á, thì Đức Phật Ngài nói rằng có những sự thật hữu ích, có những sự thật phù phiếm. Thì Đại Đức Phật Tính có thể nói rõ thêm mà tại sao chân lý kinh này, chân lý không được xem là tối thượng. Xin kính thỉnh Đại Đức Phật Tính. Nam mô Bụt Đà Dạ. Còn là sự thật kính đảnh lễ đến tọa nhập đẳng, cùng tọa tuyên quyền, cùng tọa pháp tân, cùng tọa minh hành, cùng chư tôn đức tăng, cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Từ đầu giờ cho đến đến bây giờ không có nghe được gì mà cái đường truyền của mình trục trặc. Bây giờ thì kính bạch thượng tọa, con căn cứ theo câu thảo luận mà con xin được trả lời. Ở trong cái câu thảo luận này hỏi rằng người ta thường tin chân lý có giá trị tối thượng, vậy thì tại sao điều đó không được chấp nhận ở đây? Thì kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị, đối với cái chân lý thì nó có một cái giá trị tối thường, hoặc là có một cái giá trị thật sự của nó. Nhưng mà ngoài ra cái điều đó, chúng ta thấy rằng nó có một cái điều đặc biệt nữa, một cái điều đặc biệt nữa. Ở đây thì không phải là không chấp nhận, nhưng mà ở trong đời thì nó có rất là nhiều cái điều đặc biệt. Bây giờ thí dụ như là Đức Phật, khi mà Ngài còn là một cái vị thiên tử ở trên cõi trời, thì khi mà chư thiên thỉnh Ngài giáng trần, có nghĩa là tái sanh xuống cõi người này để trở thành một chánh đẳng chánh giác, để mà thuyết pháp độ đời, thì lúc đó Bồ Tát của chúng ta quán xét ở trong thế gian này, ở trong cái tuổi thọ của con, ở trong thế gian bây giờ là không quá 100 tuổi. Thành ra quán xét tới cái điều đó rồi, Bồ Tát nói chung là 5 điều, mà trong đó có một cái điều này, thành ra Bồ Tát mới tái sanh xuống cõi người. Thì cái chuyện ở đây mà chúng tôi muốn nói rằng là Bồ Tát mình quán xét cõi người này sống không quá 100 tuổi. Nhưng mà ở trong đó sau này chúng ta thấy thì như có tín nữ Quý Sa Kha sống đến 120 tuổi, Ngài Bất Cú Lá sống đến 160 tuổi, vân vân. Nói chung là có những vị là sống hơn 100 tuổi, mà hơn cái mức rất là nhiều, ví dụ như hơn 20 năm hoặc là hơn 30 năm. Thì nếu mà chúng ta so sánh với cái câu đầu mà Bồ
Tát xét chúng sanh ở cõi nhân loại này sống không quá 100 tuổi thì Bồ Tát mới tán sanh xuống. Nhưng mà có những người thì sống hơn 100 tuổi. Thì cái điều này á, là nó có ảnh hưởng đến cái giá trị tuyệt đối của chân lý hay không? Thì chúng ta phải biết rằng là cái này nó không phải là ảnh hưởng đến, nhưng mà nó có những cái trường hợp đặc biệt là do cái vị đó có cái thiện nghiệp lớn, là có một cái đại thiện nghiệp lớn, hoặc là do ngay trong hiện tại cái thực hiện những cái thiện pháp nhiều, thành ra cái tuổi thọ tăng, là cái tuổi thọ tăng. Bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta hành thiện nhiều rồi, chúng ta hành thiện nhiều nữa mà chúng ta không có tạo những cái ác bất thiện pháp thì ngay trong hiện tại này cái tuổi thọ mình nó cũng kéo dài hơn. Nếu mà có một nhà tiên tri nào đó hoặc là một cái vị bà la nào đó mà tiên tri rằng là mình sống ví dụ như là đến 60 tuổi hoặc 70 tuổi đi, nhưng mà do mình hành thiện nhiều, mình tạo thiện pháp nhiều thì cái tuổi thọ tự động nó sẽ tăng. Cũng như giống như quý vị thấy rằng có những cái điện thoại mà chúng ta xài, hoặc là có những cái cây kiểng mà chúng ta chăm sóc kỹ, cái điện thoại chúng ta xài kỹ đi thì mọi người người ta xài cái điện thoại đó là ví dụ như là 10 năm là hư, nhưng mà do chúng ta xài kỹ quá, bây giờ chúng ta xài tới 12 năm rồi, 15 năm rồi nhưng mà nó chưa hư. Hoặc là quý vị thấy rằng có những cái xe cổ đó, là những cái đồ cổ đó, do người ta chăm sóc kỹ, thành ra bây giờ đến cái thời buổi này, ví dụ như quý vị thấy rằng ở Việt Nam có những cái chiếc xe Honda Dam, xe 67 cũng vậy, là bây giờ Nhật mà người ta qua người ta nhìn lại người ta cũng ngỡ ngàng, đến giờ này là mấy chục năm rồi mà cả trăm năm rồi cái xe đó vẫn còn đó. Thì chúng tôi nói ra những cái thí dụ này để cho chúng ta thấy rằng là ở trong cái giá trị mà chân lý là nó có một cái giá trị rất là tối thượng. Nhưng mà ngoài cái chuyện đó ra thì có những cái điều mà chúng ta thấy rằng là nó không có nằm ở trong cái khung đó, cái mức đó, mà nó sẽ được tiến triển hơn, hoặc là có những cái trường hợp khác là nó sẽ bị cục lùi, bị suy giảm hơn. Thành ra đó, cái giá trị mà tối thượng là chúng ta luôn luôn chúng ta, cái đó là cái điều chân lý. Nhưng mà ở trong cái bài kinh này có những cái việc mà chúng ta vẫn chấp nhận được, mà nó không có cái sự mâu thuẫn gì với cái chân lý, là do cái thiện nghiệp hoặc là do một cái điều kiện nào đó nó tác động vào thiên, nên chúng ta thấy rằng nó không có nằm ở trong cái khung mà chúng ta đã được ấn định từ lâu. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa. Do cái đường nét con không có nghe được, con không có theo dõi được, nhưng mà con chỉ căn cứ theo cái câu hỏi để con trả lời, xin Thượng Tọa và quý ngài thông cảm cho chúng con. Bây giờ con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Cái trường để cho Phật tử sư Nguyên Thông, sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu sư Nguyên Thông nghe được, xin sư Nguyên Thông qua kỹ trả lời cho câu thảo luận số 3. Một lần hỏi nữa, dạ vâng. Sư Nguyên Thông, trong bài kinh này chúng ta có nói về những điều Đức Phật dạy, có khi người ta thích và có những khi người ta không thích. Nhưng mà có một điều như vậy là cách đi 13 năm bắt thì Consumer Report và một vài cái cơ quan khác họ làm một cuộc nghiên cứu là những tôn giáo nào mà tương đối là nó phù hợp với cái thị hiếu quần chúng nhất, thì họ nói rằng đó là một trong những tôn giáo khó nuốt nhất, là bởi vì có những lời dạy của Đức Phật không có đơn giản để hiểu. Theo Sư Nguyên Thông thì có nhiều người nói rằng nếu mà đạo Phật chỉ nói về cái đẹp, chỉ nói về những giá trị mà không đề cập đến vô thường, bất lạc, vô ngã thì có lẽ nhiều người quan hệ lắm, dễ dàng đến. Nhưng mà bởi vì như đạo Phật nói nhiều về sự khổ chẳng hạn, điều đó làm cho chúng ta cảm thấy rất là khó nuốt.
Thì sư Thông nghĩ sao về điểm này, kính thỉnh sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con là Nguyên Phong, con tuân lệnh sư phụ. Xin có ý kiến về câu thảo luận số 3. Kính thưa sư phụ, câu thảo luận số 3 dạ, hỏi rằng những lời giải nhấn mạnh về vô thường, bất lạc và vô ngã của Phật Pháp có làm ái ngại cho những người muốn đến đạo Phật, muốn đến Phật Pháp hay không? Kính thưa sư phụ, cái câu hỏi này rất là hay, và câu hỏi này là câu hỏi chân lý tuyệt đối. Là vì sao? Vì trên trần gian này không có bao giờ có tất cả 7 tỷ người hiện có mặt trên trần gian này đều là trí thức, đều là A-la-hán. Và không có thể nào có trên trần gian này hiện tại có 7 tỷ người hay hơn 7 tỷ người đều là lưu manh, đều là dân ngu si. Và vì vậy cho nên cái câu những lời giải nhấn mạnh về vô thường, bất lạc và vô ngã thì cái đó là cái chân lý tuyệt đối. Mà cái lời giải của Đức Phật là cái chân lý tuyệt đối, là bởi vì tất cả thế gian này là khổ sở. Vì sao? Là vì vô thường. Cha mới đây mà thấy chết, mẹ mới đây chết, vợ mới đây chết, con mới đây cái chết, thì đó là cái vô thường. Mà cái vô thường nó xảy ra đó là theo một cái chân lý, là cái chân lý đó có cái người đó vì quá khứ nó thế làm thế nào cho nên cái thọ mạng nó yếu thì người ta thấy nó chết, chứ không phải là tự nhiên tất cả mọi người đều chết ở một tuổi, thứ tuổi đó, không có cái vụ đó. Cho nên cái gì vô thường và khổ và vô ngã là một cái chân lý tuyệt đối. Mà tại sao? Là bởi vì chân lý của Đức Phật thế gian mà Ngài đã khám phá ra đó, thì cái đó là vô thường. Mà hãy vô thường thì khổ. Mà tại sao mà vô thường? Tại vì nó không có cái entity của nó không có cái gọi là cái cốt lõi của nó. Nó bởi vì nó không có cái cốt lõi cho nên nó là vô thường, cho nên nó cốt lõi là nó như vậy hoài. Vì vậy cho nên mặt trời cũng sẽ phải bị vô thường, trái đất cũng phải bị vô thường, hòn núi đó cũng phải bị vô thường. Mà tại vì chúng ta không thấy rồi. Tại vì cái tuổi thọ của mặt trời nó tỷ năm. Tuổi thọ của trái núi thì 5-3 ngàn năm, 300 ngàn năm. Thành ra chúng ta thấy bây giờ nó tồn tại như vậy, nhưng mà chúng ta tưởng là vô thường. Và vì cái tâm lý như vậy đó mà những người phạm thiên ở cõi phạm thiên ban đầu họ cho họ là chúa tể, họ là chúa, tại vì họ thấy họ sống hoài. Nhưng mà đến một ngày nào đó thì cái thọ mạng họ hết rồi, cái hào quang nó mất, nó bớt đi rồi, họ có người họ thôi hôi ra, đổ mồ hôi ra, thì họ mới biết lúc đó là họ sắp chết. Thì lúc đó họ đi tìm phước. Thì bởi vậy trên thế gian này có những cái chân lý mà những người Phật tử và tu sĩ trong room này cần phải đọc kinh, cần phải học để thấy được cái cốt lõi của giáo pháp của Đức Phật, để mà từ đó noi theo, để tạo cho mình một cái cuộc sống. Cuộc sống của mình do mình tạo ra. Chúng ta là những người nghệ sĩ, chúng ta là những người kỹ sư tạo cho cuộc sống của chúng ta. Mà cuộc sống của chúng ta dài lâu, hạnh phúc hay theo là tùy theo cái trí tuệ của chúng ta. Người có trí thì không bao giờ làm ác, người có trí thì thuận theo cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để mà sống theo Phật Pháp, sống theo trong cái giáo luật. Cho nhiều người nói là sống trong giáo luật là bó buộc, sống trong giáo tức là mới là tự do, mà tự do trong cái chân lý thì mới gọi là được là tự do. Vì vậy kính thưa sư phụ, những lời giải mạnh mẽ của vô thường, bất lạc và vô ngã mà chúng ta đã đang học đây đó, là chúng ta phải cảm ơn cái vô thường. Bởi vì không có vô thường mà có như vậy hoài, là chúng ta như vậy hoài là không có con, không có cháu. Vì vậy cho chúng ta phải chết đi, chúng ta phải chết đi thì con chúng ta mới đẻ ra. Rồi chúng ta chết đi rồi chúng ta sẽ tái sinh lại. Mà muốn tái sinh lại có một đời sống tốt đẹp là phải hành thiện và bố thí. Thì tất cả những cái pháp đó mà Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta, thì cái vô thường, cái bất lạc và vô ngã là cái điều hạnh phúc cho chúng ta. Chứ nếu chúng ta muốn thường còn hoài thì thành ra cái nhà cửa nó cũng như vậy hoài, mọi việc như vậy hoài, nó ở như vậy hoài, tức là nó bất động, là nó ở như vậy hoài, nó không có vô thường, nó bất động, là chúng ta là những người mà sẽ là những người mà bất cảm. Bởi vì có cảm giác thì có sướng mà có khổ, còn không cảm giác thì là đứng chỗ thì coi như là cái cục đá vậy thôi. Cho nên mình phải hiểu rõ cái vô thường, bất lạc, thì đó là hạnh phúc của trần gian, là hạnh phúc của chúng ta. Bởi vì Nguyên Thông bây giờ 81 tuổi thì Nguyên Thông phải chết, mà có thể lát nữa là dãy dây tê chết rồi, mới sanh ra kiếp khác, rồi mẹ con mới lớn lên, cháu mới lớn lên. Vì vậy cho nên cái mà
những lời dạy nhấn mạnh về vô thường, bất lạc, vô vô ngã của Phật pháp là làm cho những người không có trí tuệ mới là ái ngại không muốn đến Phật pháp. Còn những người mà có trí tuệ thì nghe thấy như vậy thì đi vô học hỏi tại sao vô thường, tại sao bất lạc, tại sao vô ngã, rồi hiểu rõ cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi từ đó mới chấp nhận và tôn sùng đảnh lễ Phật, đảnh lễ pháp. Đó, đảnh lễ Phật, đảnh lễ pháp và đảnh lễ tăng, thì đó là cái chân lý mà của chúng ta. Người mà không hiểu ra chân lý thì sống mà không biết mình sống. Cái người mà sống mà biết mình sống là người đã biết theo dõi hơi thở. Hơi thở vô dài biết thở vô dài, hơi thở ra dài biết thở ra dài, thở vô ngắn biết thở vô ngắn, thở ra ngắn biết thở ra ngắn. Mà những người thường xuyên tu tập như vậy đó, thì khi mà tối họ nằm ngủ, họ vừa nằm ngủ vừa chiêu thiêu, thì trên trước mặt của họ, dầu họ nhắm mắt hay mở mắt thì vẫn thấy một cái, từ cái gương mặt họ trở đi ra thì là có một màu sáng rất là thanh tịnh yên lặng. Thì không, cái đó không biết là gì, nhưng mà thường thường những người tu hành là đều thấy là như vậy. Còn không tu hành thì không biết không nói cái gì. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, lời giải nhấn mạnh về vô thường, bất lạc và vô ngã của Phật pháp đó, thì có làm ái ngại cho những người không có trí tuệ, không dám đến Phật pháp. Còn những người mà đã có học Phật pháp thì hiểu rõ cái chân lý của Đức Phật, đã chứng ngộ được do những cái công năng của Ngài tu tập 20 A Tăng thì kiếp nhìn 100.000 đại kiếp trái đất, là khiến cho Ngài Dipankara đã phải ấn chứng Ngài khi thấy Ngài sắp là sắp đạt được. Cho nên nói là 4 A Tăng thì kiếp nhìn 100.000 đại kiếp trái đất nữa thì Ngài sẽ chứng giới quả Sammasambuddho. Và cái này là Gautama. Vì vậy cho nên chúng ta tin tưởng những giáo pháp mà khi mà Ngài xuất hiện trên trần gian này, Ngài kể lại, Ngài giải lại cho Ngài A Nan, để cho chúng ta ngày nay có đầy đủ tam tạng kinh điển để đọc được những cái câu hỏi này, để hiểu biết những câu hỏi này do giáo pháp của Ngài đã truyền lại cho chúng ta cách đây hơn 2563 năm. Như vậy kính thưa sư phụ, câu hỏi này cho chúng ta thấy rằng người nào mà thấy vô thường, bất lạc và vô ngã là lẽ sống của chúng ta, thì người đó hiểu giáo pháp và người cuộc sống tốt đẹp kiếp này đời đời kiếp sau. Vì sao? Và thấy rồi vô thường, khổ và vô ngã, thì người đó sẽ tạo cho mình một cuộc sống. Mà dạy là người nào khi mà thân khẩu ý thanh tịnh, chính giây phút đó thì người đó an lạc. Cái người nào mà thân khẩu ý không thanh tịnh thì người đó sẽ bất lạc. Và do biết vô thường, bất lạc và vô ngã cho nên người đó là phải thực hiện cái câu mà chư Phật ba đời đã dạy, là không làm điều ác mà chỉ làm điều lành và thanh tịnh tâm ý của chúng ta. Và đó là giáo pháp của Đức Phật. Kính thưa sư phụ, đó là tư tưởng của con với ra câu hỏi số 3 này. Con xin thỉnh sư phụ Trở Lại Mai để chỉ thêm những điều con nói chưa đúng, để con được học thêm, và nhờ vậy chư Phật tử sẽ có dịp học thêm trí tuệ của sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ Trở Lại Mai. Xin chuyện chư Nguyên Thông, thượng tọa pháp tinh thượng tọa có ở trước máy không? Nếu được kính thỉnh thượng tọa pháp tinh trả lời cho câu thảo luận số 4. Một lần nữa xin được hỏi thượng pháp tinh thượng tọa có nghe được không? Dạ, thì đó tân, đôi khi người ta cứ thường nghĩ rằng cái gì gọi là đạo Phật thì cũng là chân lý tuyệt đối hết. Nhưng mà phải chăng là ngay không trong cái thế giới mà chúng ta gọi là đạo Phật, hay nói chung trong Phật học đó, thì người tu Phật cần phải có khả năng để chắt lọc, để lựa chọn. Có những thứ là chân thực, có những thứ cũng là hư vọng, có những thứ cũng là phù phiếm. Có phải như vậy không? Bởi vì nhiều người họ chỉ nghĩ là có cái nhãn hiệu đạo Phật, tức là phải là chân lý, phải có lợi ích giải thoát rồi. Xin kính thỉnh ý kiến của sư tổ. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giá. Con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng trong rừng. Vì vấn đề này thì con
có một cái suy nghĩ. Nói đến cái gọi là đạo Phật thì chúng ta gọi là chung, bởi vì nói đến đạo Phật thì nói đến đạo Phật thì phải nói đến vị giáo chủ của đạo Phật là Đức Phật Gotama hay Đức Phật Sakyamuni, là người mà có thể là một vị giáo chủ của đạo Phật. Và dĩ nhiên đạo Phật thì phải có cái tôn chỉ hành đạo, tôn chỉ hành đạo, mà điều đó được Đức Phật ngài dạy. Cho nên nếu mà nói là mình gọi đạo Phật thì ít nhiều đó thì có những cái tư tưởng tôn chỉ mà Đức Phật đã dạy, thì cái người mà đi theo đạo Phật, cái người đó phải hành hiểu và hành theo cái tôn chỉ lời dạy của Đức Phật. Thì theo con nghĩ đó thì đối với cuộc đời này thì có những cái nó thuộc về chân lý là sự thật, và có những cái nó không phải là hoàn toàn sự thật. Cái chế định của cuộc đời giống như là mình nói học ở trong Phật pháp thì cái gọi là chân đế, cái gọi là tục đế, cái gọi là chân lý, và cái nó thật sự nó không phải là chân lý. Cho nên là cái mà đã gọi là chân lý thì cái đó con nghĩ rằng cái người học Phật đó thì cần phải hiểu và hành cho nó đúng. Còn cái mà gọi là nó liên quan với cuộc đời này á, gọi là cái chế định trong cuộc đời này, thì con nghĩ rằng nó có giá trị của nó, nó có cùng với cái giá trị của nó. Và cái giá trị đó nó chỉ có giá trị chứ nó không phải là cứu cánh hoàn toàn. Nó không phải là cái cứu cánh. Cho nên là mình biết được cái giá trị của những cái điều mà mình gọi là không phải chân lý thì mình cũng phải biết. Biết cái đó để mà mình ứng dụng ở trong cái cuộc đời này, để mà mình thanh lọc và chọn lọc cho những cái gì. Bởi vì nếu nói Phật giáo á, thì trước tiên đó thì con nghĩ rằng trong bát giáo lý nền tảng của Phật giáo đó, thì Đức Phật ngài dạy về bát chánh đạo. Thì hỏi đó bát chánh đạo thì trước tiên là phải có chánh kiến. Chánh kiến. Dĩ nhiên là người ta có thể đến với đạo Phật. Người ta đến với đạo Phật ban đầu là người ta có thiện cảm đối với đạo Phật, rồi người ta có một cái chút việc gì đó, việc thiện gì đó, chưa có hẳn là phải là chánh kiến. Nhưng mà người ta từ đó người ta có thể lần lượt người ta sẽ có cái chánh kiến để nhìn vào trong Phật giáo và thực hành cái lời dạy của Phật, và người ta đi sâu hơn nữa, đi xa hơn nữa. Dĩ nhiên có những trường hợp như vậy. Rồi nhưng mà khi mà nói đến cái người gọi là cái người tu ở trong Phật giáo á, thì trước tiên đó là mình phải có cái chánh kiến và mình biết những cái gì chân lý, cái gì nó thuộc về cái cứu cánh và cái lời dạy của Đức Phật, và mình cũng biết được những cái pháp ở trong cuộc đời này, tức là những cái chế định trong cuộc đời này. Mình biết những cái chế định đó để rồi là mình ứng dụng, mình biết rằng cái điều này nó là như vậy, điều này nó như vậy. Nhưng mà chúng ta không xem như nó là một cái cứu cánh hoàn toàn. Cho nên khi mà mình tu ở trong Phật giáo thì con nghĩ rằng khi mà gọi đến đạo Phật thì có nghĩa là mình biết đến vị giáo chủ, biết đến cái tôn chỉ lời dạy của một vị giáo chủ đó, và mình đang thực hành trên cái lời dạy mà vị giáo chủ đó đã ban hành, đã dạy như vậy. Và trong những điều mà Đức Phật ngài dạy đó là làm sao cho mỗi cái sở hành của mình, mỗi việc làm của mình, dù là một cái bậc xuất gia hay là một người cư sĩ cũng vậy, mình luôn luôn thấy rõ, biết rõ như vậy, để rồi mình có được cái sự chọn lọc một cách đúng đắn, chọn lọc một cách đúng đắn. Mình chọn lọc đúng đắn thì dĩ nhiên là mình phải thực hành theo cái con đường đó, cái việc đó, cái pháp mà Đức Phật ngài dạy, cái nào nó đúng, rồi cái nào mà chúng ta thấy nó không phải là chân lý thì chúng ta cũng biết đó.
để rồi có những điều đó là bởi vì có khi là mình biết tốt biết xấu, biết chân lý biết phi chân lý, rồi biết những cái điều mà nó hư ngụy như thế nào, phù phiếm như thế nào, thì cái đó mình cũng cần phải biết. Và biết đó đó, để nhiều khi rồi trong mỗi cái chặng đường tu của mình cũng cần phải trải qua, để rồi mình thấy, để mà né, mình biết để mình tránh né, mình biết cái đúng để mà mình thực hành theo, để mang đến cái sự lợi lạc trong cái việc tu tập của chính mình. Và mình biết cái nào nó phù phiếm để mà mình biết tránh né. Và trong cuộc đời này có những cái mà mình cần phải biết, rồi có thể là mình gặp được nhiều người, nhiều cái tư tưởng, nhiều cái tôn, nhiều người tôn giáo khác nhau trong cuộc đời này. Do vậy thì mình vẫn giữ vững được cái lập trường của mình, là mình thực hành theo chân lý lời dạy của Đức Phật, lời dạy, và mình biết được những cái để mà mình ứng dụng ở trong cuộc đời này. Thì con nghĩ rằng thật sự ra thì mình biết chân lý để mà mình thực hành, còn mình biết những cái gì mà nó phù phiếm trong cuộc đời này, và cái đó nó có những cái mà chúng ta tránh né ứng dụng, để rồi chúng ta không bị lầm lạc, không bị lầm lạc mà vẫn giữ vững được cái lập trường của mình, dẫn được cái bước tiến của mình, tiến đến tu tập trong cái con đường đạo lộ mà Đức Phật đã ban hành. Như là cái việc mà Đức Phật ngày dạy là có chánh kiến, rồi có chánh tư duy, rồi có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, thì lần lượt mình mới có thể là đi đến cái cuối cùng của cái con đường tu tập của chính mình mà Đức Phật đã dạy như vậy. Thì con xin có cái ý chia sẻ quan đến câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Bây giờ thì còn thời gian còn lại, con thỉnh Thượng Tọa bổ túc thêm cho rừng. Sa thú kính rừng Thượng Tọa Pháp Thân. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý vị, trước khi Đức Phật Ngài tiên tịch thì Ngài có để lời một di ngôn đó là sau khi Như Lai tiên tịch rồi thì Pháp và Luật mà Như Lai đã truyền dạy sẽ là thầy của các con. Cái sự hướng dẫn có đó mà chúng ta đón nhận, lãnh hội và áp dụng như thế nào, cái khéo của mỗi chúng ta. Mỗi người Phật tử giống như là những đứa con được thừa hưởng gia tài mà Đức Phật để lại. Gia tài đó là một mảnh đất. Mảnh đất đó có khéo được dọn sạch, có khéo được bón phân cho màu mỡ, có khéo được gieo trồng những hạnh phúc, và có thu được những cái huê lợi mà thật sự là có giá trị hay không. Điều đó nó tùy thuộc vào cái khéo của chúng ta hết. Quý vị không có một cái thời đại nào mà chúng ta được nhiều cái phương tiện về truyền thông như là hôm nay. Nhưng mà tất cả điều đó đều là con dao hai lưỡi. Sáng nay có một người tự gửi thì chúng tôi một clip nói về những cái nhận định sai lạc về vi trùng corona. Hai người nói chuyện trong clip đó đều là những chuyên gia về y khoa, họ là những bác sĩ và có cái trách nhiệm điều hành những cái cơ sở về y khoa rất là có tiếng. Thì thưa quý vị, khi mà xem cái clip này thì chúng tôi nhận ra một điểm là dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, đời cũng như đạo, về phương diện sức khỏe của thân cũng giống như là cái giá trị của nội tâm, một người mà
muốn có được những điều lợi chân thực thì sự hiểu biết rất là cần. Sự hiểu biết đó, đó nó đòi hỏi chúng ta tỉnh táo, khách quan, không có cực đoan, và chịu khó lắng nghe, chịu khó tìm hiểu. Một cái thói quen của nhiều người trong chúng ta đó là làm biến suy nghĩ. Chúng ta làm biến để nghiên cứu, và do làm biến suy nghĩ đó, thường nghĩ sao ai sao thì tôi vậy. Cái chuyện của người ta nói ngon thì mình thấy là ngon, người ta nói hay là mình nói là hay. Nhưng mà kỳ thật thì chúng ta phải coi chừng cái ý kiến của số đông quần chúng. Chúng tôi nhớ rằng trong lĩnh vực quảng cáo đó, người ta có những cái cách quảng cáo mà mang đầy sức thuyết phục. Ví dụ như họ quảng cáo một cái hiệu xe nào đó, một nhãn hiệu xe như xe pickup truck của hãng Ford chẳng hạn, thì họ quảng cáo với câu là 1.700.000 người ở Texas đã đặt lòng tin vào chiếc Ford F-150. 1.700.000 người đó không thể làm sai. Thật sự thưa quý vị, quả thật là một cái câu quảng cáo có sức thuyết phục lắm. Bởi vì nếu mà nói 50 người mà nói xe đó tốt, mình đã đồng ý rồi. Cái này tới 1.700.000 người. Nhưng mà thưa quý vị, ở một mặt khác đó, thì chúng ta cũng biết là những con số đó, nó lại không đáng tin cậy nhiều. Nó có 1.700.000 người lựa chọn điều này, thì có 50-70 triệu lựa chọn điều khác. Và lấy ví dụ, một vị tổng thống Hoa Kỳ đang làm tổng thống sẽ nhất là cũng có 30-40% dân Mỹ là ủng hộ, nói là vị tổng thống nó tốt. Và cũng có con số khác trên dưới 50% nó vì tổng thống nó không tốt. Thì nếu lấy nó chỉ lấy một con số hàng triệu người thôi, thì quả thật là vị tổng thống nào cũng có bao nhiêu triệu người ủng hộ cho là tốt, nhiều người triệu người không ủng hộ tốt. Chúng ta lấy những cái con số để làm cái chuẩn mực đo đạc, nhưng mà phải rất là cẩn thận. Ở trong cuộc tu cũng như trong cuộc sống này, cái khéo của mỗi người chúng ta là biết chắc lọc, biết làm một quyết định tốt, biết làm sự lựa chọn tốt. Và sự lựa chọn chính xác nó cần không phải chỉ sự hiểu biết, mà cần sự bình tâm và khách quan. Cũng như ở đây Đức Phật dạy rằng những gì mà người ta thích hay không thích đó, đôi khi nó không phải là vấn đề quan trọng lắm đâu. Có nhiều lúc những lời mà nghe nó không êm tai, nghe nó không ngọt ngào, nhưng mà nó lại có một giá trị thiết thực. Còn ngược lại, có những lời nói mà nó như mật rót vào lòng, nhưng mà nó lại không có giá trị thực sự. Vì vậy thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay nó bắt đầu từ một cái duyên sự rất là tầm thường, là một người muốn đến tranh luận với Đức Phật. Nhưng mà qua đó chúng ta có được những bài học rất quý, và rất mong rằng những bài học này sẽ là một phần ở trong hành trang trên đường tu tập của tất cả chúng ta. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Bích Đa Đa Ma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng định lễ những ngày. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thủ lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.
Kính quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Thai Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Sư Trần Đạo và Đạo Tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành là khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân hiện tiền quá ban tròn phần tiên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió chúng sanh ba cõi sao đường do nhân phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân sa phan su lang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu ta ve na so ti on tu ni ron ta lang ho tu sa phan su lang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu ta ve na so ti on tu ni ron ta lang ho tu sa phan su lang